xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài gặp nhiều may mắn nha. Chuyên mục bán máy đêm anh em ạ. Thực sự là hôm nay em có một đơn hàng xem nào. 9 con máy. 9 con máy lăn bán cho một vị khách hàng quen thuộc của em ở trong An Giang. An Giang là cái tỉnh mà em bán nhiều máy nhất anh em ạ. Thì vì xe người ta đang chờ đây, là mình bắt buộc phải bốc, đâm là tối cũng phải là phải làm, cũng phải bốc máy cho khách anh em ạ. Vì xe người ta không chờ được nữa. Thì em hôm nay là em giao cái đơn hàng là 9 con máy Kubota V2403, thì có 6 con là 6 con máy là 4 xúc bắp và 3 con máy 2 xúc bắp. Tất cả máy còn nguyên zin hết nha, chưa động chạm, máy nguyên zin hết, máy lăn. Và như anh em nào theo dõi kênh bán hàng của em thường xuyên á, là biết là máy lăn á, thì nó là may rủi, có thể đưa về, có thể đổ hơi, có thể không đổ hơi nha anh em nhá. Thì đây là cái đơn hàng mà 9 con máy, mà nói thật với anh em là nếu mà Kubota 1 năm em bán hàng nghìn con cơ, thực sự luôn, 1 năm bán hàng nghìn con. Vì anh em ở trong miền Tây rất là chuộng cái dòng máy này, cả miền Bắc, cả miền Tây. Thì đây là cái đơn hàng mà đây. Đây là con 2 xúc áp này anh em này. Con này 2 xúc áp này. Đấy, tất cả máy còn nguyên zin nhá anh nhá. Máy còn nguyên zin hết, chưa có một con ốc nào có dấu mở can thiệp của Cali hết. Tất cả nguyên zin. Đây. Con này là con 2 xúc áp thứ hai, cũng nguyên zin nhá anh em nhá. Cũng nguyên zin. Và đây là đây. Đây con xúc 2 xúc áp thứ ba đây. Cũng nguyên zin hết, bảo hành máy nguyên zin. Máy này có bao nhiêu là em bán hết bấy nhiêu anh em ạ, vì cái nhu cầu anh em ở trong miền Tây rất là lớn nhá anh em nhá. Rồi. Đây và sang ba con máy em vừa giới thiệu xong, ba con máy 2 xúc bắp. Còn đây là con máy 4 xúc bắp đầu tiên này. Con này là đầu tiên này, con số 1 này. Máy tất cả nguyên zin, chưa có một con ốc nào động chạm. Nếu vào đến nơi nhá, anh Giai bảo là em ơi, máy này không có zin nữa, em xin hoàn trả lại tiền nhá. Nguyên zin hết này anh em ạ. Toàn những con máy đẹp rực rỡ luôn. Mới quá, đẹp quá anh em ạ. Bán rất rẻ thôi, để cửa cho anh em thợ. Đây. Con thứ ba đây này, con thứ ba này anh em ơi. Đấy, con thứ ba. Và con thứ tư tất cả turbo nguyên zin hết này. Con này là máy 4 xúc áp này á, là nó lắp vừa con DC70 nhá. Ở ngoài miền Bắc á, anh em cứ hãm con DC70 á, đều lên hết 4 xúc áp. 4 xúc áp là nó 75 PS. Máy nào rất là khỏe anh em ạ, rất là khỏe. Turbo tất cả còn nguyên zin, chưa có một con turbo nào ra. Chưa có một con turbo nào ra. Đây. Đây, con 4 xúc áp con số 5 nhá, con số à đâu? Con số 5. Con số 5 đây. Con số 5 đây nhá anh em nhá. Và đây là con số 6, con cuối cùng này. Máy tất cả toàn gần như mới anh em xem này. Chưa có một dấu can thiệp của Cali. Chắc vợ xính bảo là giấy gì. Đây. Chưa có một con nào can thiệp Cali nhá. Toàn máy alo. Toàn máy zin hết. Toàn máy zin hết anh em ạ. Máy đẹp rực rỡ luôn, bảo hành. Vào đến nơi nếu mà anh ra nhá, bảo là em ơi, máy không còn zin, hoàn trả lại tiền, trở về luôn nhá anh em nhá, thế cho nó dễ. Đấy. Tất cả đều quay ok hết, có hơi giật nhá anh em nhá. Tất cả đều quay có hơi giật hết. Tất cả đều quay ok, trơn tru. Có hơi giật và máy chưa bị chết. Đẹp quá anh em ạ. Alo. Lấy cái ấy á, lấy bả là lấy ít giấy bìa để ra đây để lót máy nhá. Mang giấy bìa ra chưa? Mang rồi. Đấy. Tất cả nguyên zin hết anh em ạ. Đấy. Vừa rồi là em quay cái đơn hàng 9 con máy, 3 con máy 2 xúc bắp và 6 con máy 4 xúc bắp cho anh Giai ở trong An Giang nhá. Đấy. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em mà đang có nhu cầu mua cái dòng máy này về bán này, về sử dụng này, anh em cứ liên hệ cho em. Máy lăn, máy lổ, bên cơ sở em đều đáp ứng được hết. Thật sự là em bán 1 năm không biết bán bao nhiêu con máy Kubota V2403 giả. Đây. Tất cả đều đẹp zin hết, anh em muốn mua theo kiểu gì, anh em mua một con em cũng bán, 100 con em cũng có nha anh em nhá. Đấy. Và em sẽ đăng video coi, nếu mà anh em xem được ấy, anh em các loại động cơ, anh em có xe tải chạy đường dài hay là xe ben hay xe thùng ấy, xe đầu kéo hoặc là các loại động cơ máy cơ giới như máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, các loại động cơ máy hút cát, máy mua các loại động cơ về chế cháo vào ghe xuồng, tưới tiêu, khoan giếng, phát điện từ nhỏ đến lớn, anh em cứ liên hệ cho em, bên cơ sở em đầy đủ tất cả các loại mặt hàng luôn. Hoặc là mọi người có nhu cầu đổi từ cầu nhỏ lên cầu to, số nhỏ lên số to, máy nhỏ lên máy to nhá, anh em cứ alo cho em sẽ alo vào hai số điện thoại của em,
em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người. Và cái điều thứ hai nữa là lưu ý, anh em lưu ý là mua hàng trên mạng ấy, nhớ là phải tìm cơ sở nào người ta có cơ sở lớn, đàng hoàng, uy tín thì hãng chuyển tiền cọc mua máy nhá, đừng có về hãng rẻ rồi chuyển tiền cọc cho những cái người không có cơ sở đàng hoàng, làm ăn không uy tín rồi bị người ta lừa mất tiền cọc nhiều lắm. Nhiều anh em điện bảo anh ơi em chuyển tiền cho người này người kia, bây giờ người ta không trả lại tiền cọc cho em, rất là buồn anh em ạ. Và một cái điều thứ ba nữa là nếu mà máy móc cầu cống số má của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều, chưa đến mức phải thay cả một con máy, cả một cây cầu, cả một hộp số, anh em cần mua cái đồ vặt gì về để lắp đặt như lốc, trục, quy lát, bơm kim, turbo, đề phát hay là bánh răng cầu, bánh răng số mà cái chỗ cơ sở đồ mới, đồ cũ ở gần anh em nó không có bán ấy, anh em không mua được ấy, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo cho em là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Em đã từng tháo cả con máy ra chỉ bán một món đồ thôi, đồ cho khách thôi, đồ đầy đủ tất cả các loại mà mặt hàng luôn nhá, anh em có nhu cầu là em đáp ứng được. Nói thật là bán cái đồ vặt nó không là lãi bao tiền đâu anh em ạ. Có những lúc anh em người ta bảo anh ơi anh giúp em với bán cho cái đồ này với, cả bây giờ không có đồ này thì xe không chạy được, máy em không đổ được, còn bán được đồ vặt nó không là lãi lờ lãi bao tiền cả, nó chỉ giúp em quảng bá được cái cơ sở của mình thôi. Sau này sẽ có nhiều người biết được cơ sở của mình hơn, và sau này nếu mà anh em hay là bạn bè của anh em có nhu cầu mua máy móc cầu cống số má thì chắc chắn là mọi người sẽ nhớ đến mình và ủng hộ cho mình, điều đấy là điều sẽ được anh em ạ. Vì thế mà lúc nào có những lúc nhá anh em nhờ em mua một cái cánh quạt này, cái dây cun loa hay là một con ốc rồi 5.000-10.000 thôi em vẫn phục vụ anh em hết. Vì vậy là như vậy là cái đơn hàng 9 con máy cho anh Giai ở An Giang đã xong nhá, chúc cho anh Giai mua máy của em về phát bán hết luôn, toàn máy nguyên zin hết thì chắc chắn là sẽ bán được, thì giá thì cũng rất là rẻ thôi. Thì và em Hưng cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem hết những cái video của em đăng lên. Anh em cần tư vấn máy móc gì thì mọi người cứ liên hệ cho em sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể chọn lựa được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và cái điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Động cơ ô tô Thịnh uy tín tạo nên thương hiệu, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em nhá. Cảm ơn mọi người, xin chân thành và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhá.